Xin chào các bác Nãy bên cửa hàng nhà em Tiếp tục Giao cho một bác khách Ở Hải Phòng Hai cặp loa BAT40 BIF Đây là một cái mẫu BAT40 mới nhất Thương hiệu mới nhất Năm 2022 Đó là thương hiệu BIF Ở bên Quảng Châu Trung Quốc các bác nhé Bên em thì à đón đầu của cái hãng BF này nói chung dòng bát của của cái hãng này em về nhận xét là nhìn nó rất là đẹp rất là chất và khi lên thùng chất âm cực kỳ hay các bác nhá mẫu loa các bác nhìn này quá trời quá đất luôn quá là xịn sò luôn nếu bác khách này điện về bên cửa hàng nhà em đặt liền một lúc hai cặp để về bác đi chạy xô đám cưới sự kiện dòng này các bác lắp lên thùng 75 thùng 725 thì chất âm cực hay các bác nhé và cái bản này của nó là từ Từ 190 Con này côn cool 76 Các bác nhìn này Đấy, Nhện màu vàng của côn cool 76 và dưới màng nó như này chí, chí những... Hàng này là hàng chính hãng của BIF Nên là hàng hãng bao giờ nó cũng Chất lượng hơn, tốt hơn Dưới màng chi chít xe bông thủy tinh này Và toàn bộ làm Là 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 gân vải tẩm dầu hai gân màng cả mũ là màng phủ sơn bóng phủ bóng hết coi nhá xương nhôm và bài là bản xương mới nhất năm 2022 con này cho ra công suất là 800W trở kháng 8 ohm cơ ạ và cái này có mô đen là GW 157526 các bác nhá khi các bác đi mua hàng các bác đọc trên là bát 40 bf GW 157526 đây là một thương hiệu mới bên cửa hàng em lên sóng giới thiệu cho các bác dòng này cho các bác nào mà đi giáp loa kéo cũng được nhé chơi sân vườn bác miền Tây giáp những combo loa kéo thì liên hệ em Với một đôi bát này thì em đang bán là 2 triệu 250 nghìn một đôi Hôm nay em xin dừng video Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau